Kính thưa toàn thể nhân dân và các đồng chí cựu chiến binh Tam Thanh, tối ngày 26 tháng 7 năm 2022, tại lễ thắp nến tri ân diễn ra trong khuôn viên Nghĩa Trang xã nhà, đồng chí Nguyễn Xuân Hanh, Chủ tịch Hội cựu chiến binh đại diện cho Hội cựu chiến binh xã, đã có bài phát biểu cảm tưởng tri ân các anh hùng liệt sĩ. Hôm nay Đài truyền thanh xã Tam Thanh xin kính mời quý thính giả nghe lại toàn bộ nội dung bài phát biểu này qua giọng đọc của phát thanh viên Linh San. Kính thưa anh Linh các anh hùng, liệt sĩ. Kính thưa các gia đình bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách. Kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa toàn thể bà con nhân dân và các bạn đoàn viên thanh niên thân mến. 75 năm đã trôi qua, kể từ ngày 27 tháng 7 năm 1947, hàng năm cứ đến ngày này, những nén tâm hương của bao thế hệ người Việt lại được thắp lên thành kính khắp các nghĩa trang, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ơn liệt sĩ ngàn năm ghi tạc, nghĩa anh hùng muôn thuở lưu danh, đó là đạo lý, là truyền thống quý báu của cả dân tộc Việt Nam. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ, hôm nay tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, nơi an nghỉ của hơn 140 người con ưu tú của quê hương, đất nước, những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả, đoàn thanh niên cộng sản xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản tỉnh nam định phối hợp với hội cựu chiến binh xã tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ thay mặt ban tổ chức chương trình và cựu chiến binh đoàn thanh niên toàn xã xin bày tỏ tấm lòng thành kính tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại và các anh hùng liệt sĩ gia đình mẹ việt nam anh hùng các thương binh bệnh binh thân nhân liệt sĩ gia đình có công với cách mạng trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu khách quý và toàn thể bà con nhân dân, các bạn đoàn viên, thanh niên đã có mặt tham dự buổi lễ đầy ý nghĩa này. Kính thưa các đồng chí và các bạn đoàn viên thanh niên yêu quý, lịch sử dân tộc Việt Nam đã đặt các thế hệ thanh niên vào vị trí đặc biệt. Đó là vị trí chiến đấu và chiến thắng những kẻ thù hùng bạo nhất của thế kỷ 20. Theo tiếng gọi của Tổ quốc, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc ta, mà phần lớn là thanh niên đã hiến dân tuổi thành xuân và cả cuộc sống của mình, cho quê hương đất nước. Các anh, các chị, có người đã ngã xuống trên chiến trường, hoặc khi trở về mang trên mình những thương tích của chiến tranh. Hàng triệu thân nhân liệt sĩ, những người vợ khát khoải chờ chồng, những người mẹ mòn mỏi chờ mong những đứa con mãi mãi không về. Các thế hệ hôm nay, đời đời tưởng nhớ công ơn, khắc ghi lời bác dạy năm xưa, thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân, gia đình liệt sĩ là người có công với tổ quốc với nhân dân, bổn phận của chúng ta là phải biết ơn phải yêu thương và giúp đỡ họ. Thời gian qua, cùng với các phong trào hành động cách mạng, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn đã được hội cựu chiến binh và đoàn thanh niên trong xã hưởng ứng sâu rộng bằng những việc làm thiết thực, thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, chăm sóc phần mộ các liệt sĩ, nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ, tháp nến tri ân. Đó không chỉ là sự tiếp nối truyền thống cao đẹp, là đạo lý quý báu của dân tộc ta mà còn là trách nhiệm là tình cảm thiêng liêng là sự tri ân với thế hệ cha anh đi trước dẫu những việc làm và hành động của ngày hôm nay chưa thể đền đáp xứng đáng với những cống hiến và hy sinh của các thế hệ cha anh nhưng có một điều chắc chắn rằng lòng thành kính sẽ mãi mãi tròn đầy lòng biết ơn luôn khắc và tâm khảm đến mãi muôn đời sau của triệu triệu người con đất việt hội cựu chiến binh tam thanh cùng thế hệ trẻ hôm nay xin hứa sẽ tiếp tục có những công trình vần việt bắt đầu từ những việc nhỏ nhất để đền ơn đáp nghĩa thành kính tri ân kính thưa anh linh các anh hùng liệt sĩ bằng máu xương bằng tuổi thanh xuân của mình các anh các chị đã đem máu đào nhuộm đỏ thêm màu cờ tổ quốc làm xanh thêm ruộng vườn quê hương năm tháng sẽ trôi qua những đóng góp của các anh hùng liệt sĩ nói chung và anh hùng liệt sĩ tam thanh nói riêng sẽ mãi mãi ghi vào trang sử vàng oanh liệt của dân tộc như một thiên anh hùng ca bất diệt sẽ mãi mãi là khúc ca bia trắng về một thời đau thương của cả dân tộc mà không người việt nam nào được phép lãng quên chính các anh các chị là những người góp phần viết nên trang sử hào hùng vẽ vang cho đất nước cho quê hương tam thanh anh hùng kính thưa các vị đại biểu trong nghĩa trang liệt sĩ tam thanh quê mình ngày lại ngày những giọt sương mai khẽ giọt trên thân thể các anh các chị những cơn mưa rào nhẹ tháng ba tới mát bờ vai anh chị và ánh nắng ấm áp tỏa lan sưởi ấm khắp các mộ phần hồn các anh chị mãi song hành cùng sự trường tồn của tam thanh thân yêu tạo nên bản hùng ca bản tình ca quê hương bất diệt và đêm nay giữa lung linh hàng trăm ngọn nến giữa đêm hè oi ả bất chợt cơn mưa giữa khói hương trầm miên mang lan tỏa xin dân trọn tấm lòng hướng về các chị các anh để tin rằng ở nơi này các chị các anh vẫn luôn giỏi bước vẫn cùng cả dân tộc quê hương vẫn bước đi lên các chị, các anh, nhưng tấm gương sống hiếu trung, thác anh hùng. Chương trình lễ thắp nến tri ân hôm nay như một lời nhắc nhở mỗi cựu chiến binh, mỗi bạn trẻ về truyền thống yêu nước, về lòng tự hào dân tộc, về trách nhiệm phải sống, học tập, lao động, bảo vệ tổ quốc xứng đáng với sự hy sinh, mất mát của lớp lớp các thế hệ cha anh đi trước. Bởi quá khứ chỉ vinh quang khi hiện tại và tương lai biết làm đẹp cho đời xin kính cẩn nghiêng mình trước linh hồn các anh hùng liệt sĩ và cũng xin có đôi lời tâm sự tháng bảy lại về tháng bảy có ngày thương binh liệt sĩ chúng tôi lại cùng cháu con ra nghĩa trang vui cùng các anh các chị tay chổi tay liềm và những nén tâm nhang có phải đất nước mình hiếm một ngày bình an bởi giặc ngoại xâm rồi giặc nội xâm vẫn rập rình ẩn náu bởi sự bình an vẫn phải đổi bằng xương bằng máu viên đạn bọc đường mang dáng hình đồ chơi trẻ em các anh chị nằm đây trong đất mẹ bình yên hay đang ở nơi đâu phiêu diêu miền cực lạc nông thôn mới quê mình đang từng ngày từng giờ đổi khác ngõ nhỏ ngày xưa thành đường bê tông mái tranh nghèo xưa nay thành tranh treo tường dậu mồng tơi xanh rờn thành dãy tường ngói đỏ trâu không phải đi cày trâu ung dung trâu lười gặm cỏ bò ăn thêm cám cò cho món bê thui hồng làm đặc sản quê hương vẫn như ngày xưa là tiếng trống trường là tiếng chuông nhà thờ tiếng chuông chùa ngân nga mỗi chiều mỗi tối vẫn như ngày xưa là nghĩa tình đồng đội mỗi tháng bảy về triệu nặng tâm tư và cũng xin được chia sẻ một chút nghĩ suy về nghĩa trang liệt sĩ ở nghĩa trang không có tuổi già chỉ có tuổi thanh xuân mãi mãi ở Nghĩa Trang chỉ có những tâm hồn vĩ đại, không có tầm thường, ích kỷ, nhỏ nhen. Ở Nghĩa Trang không có sang hèn, không giàu của tiền, chỉ giàu tình bạn. Ở Nghĩa Trang chỉ có lòng dũng cảm, chẳng có ngại ngùng, do dự, đắn đo. Ở Nghĩa Trang không có âu lo, chẳng có muộn phiền, chẳng còn toan tính, chẳng còn ồn ào, khoe khoang, hợm hỉnh. Chỉ có thầm thì, lặng tĩnh, bao dung ở Nghĩa Trang chỉ có minh mông. Tình mẹ, tình cha, nghĩa tình đồng đội. Ở Nghĩa Trang chẳng cần nói dối. Nghĩa Trang chẳng cần chót lưỡi đầu môi. Ở Nghĩa Trang có bài học làm người. Vì nước quên thân, vì dân trang trở. Ở Nghĩa Trang có bài ca gian dở. Đợi cháu con mình viết tiếp bản hùng ca. Vâng, ở Nghĩa Trang không có âu lo. Chẳng có muộn phiền, chẳng còn vướng bận. Ở Nghĩa Trang có bài ca ra trận có hát mãi khúc quân hành có đồng đội ơi ở nghĩa trang có bài học làm người về hai chữ nghĩa nhân về lòng dũng cảm để con cháu ta cứ học mãi học hoài không chán bởi chiến tranh không phải trò đùa kính thưa anh linh các anh hùng liệt sĩ kính thưa các vị đại biểu sẽ là lỡ làng sẽ là thiếu sót sẽ là chưa tròn vẹn nếu trong bài phát biểu hôm nay thiếu đi hai chữ nguyện cầu vâng kính thưa anh linh các anh hùng liệt sĩ. Nhân dịp 27 tháng 7 năm nay, kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ. Xin kính cẩn nguyện cầu cho các anh các chị mãi thanh nhàn nơi cõi tịnh tâm an. Xin nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ để các chị, các anh được bình an trong cõi yên lành, thanh thản phiêu du nơi miền cực lạc. Xin được cầu mong các anh linh liệt sĩ, phù hộ độ trì cho nhân dân tam, thanh từ già đến trẻ, lớn bé gái trai có nhiều sức khỏe có nhiều vui vẻ, để đoàn kết một lòng vững bước xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, cho quê hương Tam Thanh thân yêu thành một quê hương Tam Thanh văn minh, một quê hương Tam Thanh giàu đẹp, một miền quê đáng sống. Lời cuối cùng, một lần nữa xin kính cẩn nghiêng mình trước linh hồn các anh hùng liệt sĩ. Xin kính chúc các đồng chí đại biểu, các gia đình mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, cùng toàn thể bà con nhân dân và các bạn đoàn viên thanh niên mạnh khỏe hạnh phúc và thành công xin trân trọng cảm ơn